năm bền vững, năm bầy sắc ý vẫn đục bầu trời. Thưa quý bà con, đây là chiếc máy phun vôi bột 3-in-1, vừa phun vôi, vừa phun thuốc sâu nước, vừa phun phân bón, giải thóc giống. Đây, Hà Bình Ngon đang cho vôi với bột vào để phun trên vườn bưởi. Không, xin làm phân chắc ăn gì? Đây là đổ xăng pha nhớt hay thì ngay phun thí nghiệm tại vườn nhà anh Lộc, chú Lộc ở thôn 8 Vân Gia, Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội. Ôi ơi, tiếc chưa? Quá là tơi xốp luôn, cho một ngượt trong tim. Bà con thấy đấy, phun khói như là sương mù vào buổi sáng. Thế này thì dùi vàng với ốc nhớt, nấm mốc và sâu bệnh sẽ không bao giờ sống được ở trên cái môi trường như này. Lá đây, phun dính buổi sáng sớm đây. Cái này không khác gì là kiểu sương mù. Bình đang đến để hỏi thử máy phun vôi mua về để phun cho cánh đồng lúa quê hương Thái Bình. Mùa tóc mùa chớp phun
cây cá này ngọn luôn, rất là tươi mạnh. Của nhà Bình An, cơ sở sản xuất giống và bảo tồn các nguồn gen cây quả tiêu biểu.